Mai Thanh Hà xin kính chào tất cả mọi người đã đến với chuyên mục vẽ tranh cùng họa sĩ Mai Thanh Hà. Mọi người ơi, hôm nay thì Thanh Hà sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ bằng cũng bằng một vật dụng mà ở trong gói hàng nào cũng có hết trơn á. Đây chính là... Thanh Hà cũng không biết tên của cái này cụ thể là gì, nhưng mà Thanh Hà gọi cái này là bọc tổ ong. Thì nhắc tổ ong thì Thanh Hà đang có ý định là sẽ vẽ một cái cây có một cái tổ ong ở một cái cành. Thì chủ đề ngày hôm nay có tên là những chú ong vui vẻ. Rồi bây giờ thì không thể chần chờ được thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào vẽ thôi. Cái đầu tiên thì chúng ta cần có là giấy nè. Cái thứ hai, đó là cái quan trọng nhất, nó chính là bọc tổ ong. Cái thứ ba là cọ vẽ. Cái thứ tư là khuôn màu vẽ nè. Lần này thì Thanh Hà sẽ dùng khuôn màu vẽ. Rồi, cái thứ năm đó chính là lọ màu đã gắn bó với Thanh Hà rất là nhiều các video. Rồi, để đây. Cái thứ sáu là kéo để cắt cái này thành tổ ong nè. Cái cuối cùng là một lọ nước để nhúng màu. Rồi, vậy là chúng ta đã có đủ tất cả các vật dụng cần có. Thì bây giờ không thể chần chờ được thêm nữa, chúng ta cần bắt đầu vẽ thôi. Bước đầu tiên thì Thanh Hà sẽ đổ màu. Lấy cái khuôn này. Rồi, tổ ong thì Thanh Hà sẽ vẽ bằng màu vàng nha. Xong màu vàng rồi. Rồi, trên cây thì Thanh Hà sẽ cần tới màu nâu. Đã xong màu nâu. Bây giờ thì Thanh Hà sẽ cần đến màu xanh lá. Thanh Hà đã đổ xong đủ 3 màu. Rồi. Đi đi, màu nè. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ để qua bên đây. Bước tiếp theo thì Thanh Hà sẽ dùng cọ vẽ để vẽ cái thân cây nha.
Hai. Cái này là vẽ xanh rồi đây nha. Rồi, bây giờ thì Thanh Hà sẽ vẽ lá cái này. Thanh Hà đã vẽ xong thân cây và lá rồi nè. Bây giờ đến phần hồi hộp nhất, đó là làm tổ ong. Vậy là Thanh Hà đã có một cái tổ ong bé xinh xinh như vậy nè. Bây giờ Thanh Hà sẽ dán băng keo hai mặt lên đây. Rồi, tiên tiên, Thanh Hà đã dán xong rồi. Bây giờ Thanh Hà sẽ tô màu vàng lên đây. Mọi người ơi, vậy là Thanh Hà đã vẽ xong cái tổ ong rồi nè. Ui, mọi người nói như một cái tranh 3D á, có cái ẩn, có cái hiện mọi người đó. Rồi, bây giờ thì Thanh Hà sẽ vẽ con ong nha. Đây là mẹo vẽ con ong của Thanh Hà nè. Lấy khô được. Được rồi, bây giờ Thanh Hà sẽ muốn quyền để cho nó khô nè mọi người. Đi đường quyền không? Ủa sao nó vẫn không khô nữa? Thôi chắc Thanh Hà sẽ dùng tới cái chiêu này. Đợi Thanh Hà một xí. À thôi, ở đây có luôn rồi. Đây. Cái này là cái cách nhanh khô nhất từ trước tới giờ. Đó, xong. Bây giờ Thanh Hà sẽ vẽ cái cánh của con ong nha. Rồi, đã xong. Đây chính là bức tranh hoàn hảo nè mọi người ơi. Mọi người thấy thế nào, cách vẽ này có hay không? Và nếu mọi người có thêm nhiều ý tưởng vẽ tranh nữa thì mọi người hãy comment bên dưới cho Thanh Hà biết nha. Và mọi người cũng đừng quên bấm like và subscribe cho kênh của Thanh Hà nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.